Chào mọi người đã quay trở lại với kênh của em. Mọi người mua hàng liên hệ số điện thoại trên màn hình nha, 0348308843. Rồi theo dõi kênh, bấm đăng ký ha để cập nhật mấy video mới. Rồi bên em thì bán hàng thì chuyển khoản em sẽ gửi hàng, và đối với là khách mới mua lần đầu á thì mình chuyển khoản giùm em ha, rồi em sẽ gửi hàng. Còn khách đã mua quen rồi á thì có thể ship COD ha, hoặc là chuyển khoản cho nó đỡ phí. Rồi bên em thì ship bên Viettel ha, ship Hường. Ship Hường thì nó cũng không có nhanh, nói chung là Hường thì nó rẻ tiền đó. Giá trên thì chưa bao gồm phí ship nha mọi người. Rồi hôm nay video là 234 ha, video hôm nay có mã 234. Mọi người chốt hàng thì liên hệ cho nó chính xác, tránh nhầm lẫn ha mọi người. À, trên mỗi cái sản phẩm mình đang bán thì nó có cái mã số hết ha. Ví dụ như cái này là mã số 7 nữa ha. Cái này giá tiền. Rồi, đang giới thiệu mấy món đồ sau đây ha. Đây về cây cưa đây. Một cây cưa của Sanvit của Pháp nha mọi người. Sanvit hàng chuẩn châu Âu của Pháp ha. Thương hiệu này của Pháp nè. Cây này nó nằm kho, nó chưa có sử dụng nha mọi người. Nè. Chưa sử dụng nha, còn nguyên bao. Cái xác này là nó nằm kho, nó bị ố tí chứ không có sao nè. Mọi người xem mặt đây là biết ha. Chưa sử dụng. Cưa gỗ ha. Cán nhựa đúc. Lưỡi rất là to nha, bản nó cưa được cái khúc gỗ rất là to. Này chuyên cưa gỗ ha, cưa gỗ làm mộc này kia đó. Cưa cây. Đây, chiều dài cái lưỡi nó là 55 cm ha. Chiều dài cái mặt cắt á. Đó. À, độ dày nè. Độ dày là 0.9 mm ha. Rất là dẻo dai ha. Cưa này xài rất là bền. Sài Gòn mọi người có thể lục thì mọi người có thể vũa lại cũng được nè ha. Lưỡi nó cho hết mình vũa nhiều lần. Chỗ này mình đánh dầu, mình chùi dầu qua cái là nó bền lại ha. Không ảnh hưởng gì hết á. Năm trăm năm mươi mm ha, để nè, 22 inch, 550 mm, đó là chiều dài cái lưỡi. Sanvit ha, Sanvit của Pháp. Rồi cái cưa này mã số 1 nha, 450 ngàn. Rồi tiếp theo là một cây đèn rất là đẹp. Cây đèn cắt pin ha, cắt pin lên thơ. Đèn này chuyên đi cắm trại nha mọi người. Dạng đèn cắm trại. Bật lên nó sẽ tỏ ánh sáng ở xung quanh ha. Đặt ở giữa nè. Đó, mình ngồi mình nấu nướng gì đó mình nó có cái ánh đèn. Hoặc là treo lên cũng được. Nó dùng pin ha. Đây. Mọi người mở pin sẽ mở dưới đây ha. Rồi pin là mọi người dùng pin 1.5V, cục pin đại lớn nhất, pin D. Pin nó sẽ có ABCD ha. Này những pin này nè. Không pin này bỏ vô ha mọi người. Pin này chuẩn là pin D, pin bự nhất. Nó pin bự nhất là biết ha.
nó có để dấu cộng trừ nha, cộng trừ nha mọi người. Đó, đặt vô cho đúng ha, nó mới trái đèn. À, trừ nè, đầu này đầu trừ nè ha, cộng vô. Rồi nó bỏ pin vô thử nha mọi người. 4 viên pin ha, nó xài 4 viên pin. Nó bỏ vô rồi nó sẽ như vậy. Và trên đây nó có hai cái khớp nè, mọi người thấy nó lõm chưa? Đó, cái ô vuông nó sẽ có hai chỗ lõm nè. Nó tương ứng với trên đây ha. Trên đây cũng có hai cái khớp lòi ra nè. Ở đây lõm vô mình mới đặt nó vô được. Còn đặt lại chì nó không vô ha. Rồi đặt dày vô vòng lại. Rồi, công tắc trên đây ha. Đó. À. Bóng nó nằm bên trong luôn rồi, bóng nó bóng J-Ben ha, bóng Nhật, nguyên viên nó là bóng Nhật luôn, rất là sáng, đó, bóng nhỏ xíu nhưng mà rất là sáng nha, trung độ sáng nó so với bóng mà dây tóc như vậy thì nó khá là ok rồi ha, đây mở bóng ra cho mọi người coi luôn ha. Đây cái bóng nè, bóng đây nha, bóng J-Ben ha, này bóng J-Ben 4.8V nè, bóng quả ớt J-Ben 4.8V. Gắn vô phải gài lại nha, rồi mới đậy cái nắp này lên. Ok. Rồi, cái đèn này mã số 2 nha, 700.000. Kích thước nó nè, 23cm. Đấy là 12. Cái nón trên đây là 17 ha. Cái nón bằng mica rất là dày nha mọi người. Cái miếng này rất là dày luôn. Làm rất là chắc chắn. Này, 8 ly luôn. Cấp pin ha. Pin là cấp chạy. Chuyển đi ra ngoài. Rồi tiếp theo giới thiệu mọi người cái đây. Cái dụng cụ để dùng để mình khiêng cái kiến nha mọi người. Khiêng kiến ha. Tấm kiến mình á, tấm kiến mà dễ vỡ á, tấm kiến tấm gương soi. Tấm kiến thì mình đâu có dùng tay không, mình nhấc nó lên được ha. Nó sẽ trượt với lại nó dễ bể. Dùng cái này hết ha. Rồi nhấc đi. Đây, ví dụ này tấm kiến nha. Cái này nền gạch thôi, nó sẽ hết chất lượng. Cái độ hết nó không bằng tấm kiến nè, tấm kiến nó sẽ rất là hết luôn. Hôm nay nó thử thôi đó, như vậy nó xấu hút đó, như vậy mình nhấc còn không lên nổi nè, hút rất là chặt luôn nha, không thể nào lên nổi luôn, dùng lực cỡ mấy cũng không lên nổi. Này là hết vô gạch mọi người, vô kiến là khỏi ra luôn, tại vì cái này là cái độ mới nó còn rất là cao. Cái đồ này nè, độ mới còn rất là cao. Đây, mọi người xem độ mới nó. Có xu. Cái dày nè. Cái miếng cao su nó dày như vậy. Nó dày tới gần 7 ly ha. Thì nó bền khỏi nói luôn. Cái full cái này bằng nhôm nha mọi người, nhôm đúc, nhôm nguyên chất rất là xịn. Nhìn nó chất lượng rất là xịn nè. Nhôm nó đúc bóng luôn. Dày cui. Thiết kế ba góc để cho nó tạo cái lực nó nhấc nó mạnh. Đây cái thương hiệu nó.
Hiểu, nó có dập trên cái miếng nhựa luôn. Đây, kích thước này là 33 ha. Mỗi một cái ô này nó là kích thước nó 10 gần 12 cm. Đây, 1.5. À, cái dụng cụ hít kiến, dụng cụ nhấc kiến này có mã số 3 ha, 600.000. Rồi, tiếp theo là cây đèn pin của Tajima. Tajima của Nhật. Cây đèn pin đẹp bóng led nha. Đèn này đời mới bóng led. À, thân vỏ nó bằng nhôm hết ha. Nguyên cái thân bằng nhôm. Này nhôm luôn nè. Nhôm nó CNC rồi luôn. Tajima là màu cam, màu đặc trưng của nó. Cái này mình dùng pin đồng hồ nha mọi người, hai viên pin nhỏ đồng hồ nè. Pin thường gắn đồng hồ. Hai viên là xài được. À, công tắc đây ha. Đó. Ánh sáng nó vàng vàng nha mọi người. Tại vì đèn led chuẩn Nhật nó làm rất là dễ nhìn, ánh sáng nó không có bị chói như mấy cái đèn China ha. China ánh sáng nó rất là trắng. À, ánh sáng nó cũng vàng vàng chứ không có gắt như là. Đó. Có cái kẹp để kẹp nút áo luôn nha, kẹp túi áo nha mọi người. Nè, cái mã sản phẩm của nó nè. Tajima có mã luôn. Rồi, con đèn này mã số 4 ha, 400.000. Kích thước rất là nhỏ gọn nha mọi người. Đây. Nó dài 17 cm ha. Đường kính nó khá là nhỏ. 22 cm. Ê, đường kính 22 mm nha mọi người. Xin lỗi. Đường kính đó, có 2.2 cm thôi. À, cầm rất là nhỏ gọn trong lòng bàn tay. Rồi mã số 4 ha, 400.000. Rồi nay về hai con dao vít nè, Victor Inox ha. Victor Inox của Thụy Sĩ nha. Dòng dao đa năng quân đội ha mọi người. Hãng này nó sản xuất cho dao hãng trong quân đội của Thụy Sĩ dùng. Hãng coi như là lớn hàng đầu Thụy Sĩ cũng như thế giới ha. Đứng đầu bên châu Âu về cái lĩnh vực dao đa năng bỏ túi. Đây cái hãng Victor Inox nó để ở đây nha mọi người. Đó. Nguyên dập logo đầy đủ ha. Victor Inox nè. Swiss LED nè, là Thụy Sĩ. Switzerland chứ. Rồi đây nó có mấy chức năng nha. Một tính năng, rồi hai tính năng nè. Rồi ba tính năng. Bốn tính năng ha. Cái này con dao nhỏ của nó nha mọi người. Thường đa số thấy dao này nó đều có một con dao lớn và một con dao nhỏ ha. Không thể thiếu con dao nhỏ ha. À, con lớn, con nhỏ. Mấy tính năng khác thì có thể nó không có nhưng mà con lớn, con nhỏ nó có ha. Đa số. Rồi một cây vít bạc keo luôn. BH2. Không dụng. Rồi với một cây
Cái này nằm sát đây quá, nó cứng. Cái này là cái dùi, dùi lỗ để may khâu, may dép rồi mọi người à. Như cái mũi lệm vậy. Này khui bia rồi nè. Rồi đặc biệt nó có hai cây đây, một cây nhíp và một cây tăm nha. Đây cây nhíp này. Một cây tăm đây nha mọi người. Đây cũng không phải thiếu luôn ha. Chung thấy cái lớn cái nhỏ gì nó cũng có hai cái này. Rồi. Con này mã số 5 nha, 250 nha. Tiếp theo con nhỏ này, con này gồm có hai tính năng đây đó, dao lớn dao nhỏ nè mọi người. Con này là cơ bản nhất, cái tay nó ha, lưỡi còn rất đẹp, hai tính năng dao lớn dao nhỏ, treo móc khóa ha, nè có lỗ treo móc khóa nè, rồi rất là nhỏ gọn luôn. Rồi con này mã số 6 ha, 150. Rẻ. Rồi tiếp theo là cái đầu bấm móng tay nha mọi người. Móng tay của đây. Cái hiệu này cũng của Đức, của Thụy Sĩ, châu Âu luôn nè mọi người. Đó. Sắt hay cơ. Này. Cái tên đó. Bấm rất là ok nha, bén lắm. Rất là bén. Lưỡi còn đẹp. Đây, lưỡi đẹp. Rồi cái bấm móng này 100 ngàn ha. Mã số 7 ha. À đây cái bún mực nè, cái bún mực của Nhật á, bún mực cho mấy bác làm hự mộc hự này kia nè. Đây đó, mình ra hẳn cọng dây ra ha, nó có sẽ có một cái tim trong đây, tìm có cái kim để mình cố định một cái đầu bên kia, mình căng thẳng dây ra, cái dây nó sẽ được tẩm mực trong cái bịch mực này. Mực mới chưa sử dụng nữa ha, khi mà luồn ra là nó sẽ tẩm mực vô rồi đó. Mình búng một cái véo ra nó tạo một cái đường thẳng ha, cái đường kẻ cho mình. Đối với những cái trường hợp mà mình không có dùng cái hước mà dài được á, không có cái hước mà dài, búng cái mực này rất là tiện luôn. Rất là nhanh và tiện, chính xác. Đây chữ nhất ha. Rồi mới chầm chầm luôn, chưa sử dụng mọi người. Cái bông gòn với như mực nè, đen đen là mực nè, còn nguyên luôn. Rồi mã số 8 ha, 250 ngàn bún mực. Rồi tiếp theo là cây kè bấm code của AMB của Tico của Thụy Sĩ ha. AMB Tico của Thụy Sĩ, kè bấm code của Thụy Sĩ ha. Bấm trợ lực rất là nhẹ luôn mọi người nè, mình thấy bấm nó rất là nhẹ luôn. Cái tay đòn nó dài nè ha, tay đòn nó dài nè, và cái miệng nó ngắn, nó sẽ tạo ra một cái lực ép rất là mạnh. Rồi cái dòng này nó bấm được cái đây, người xem chi tiết ha, cái đầu code này là 2.0 nha, nó có ghi là 2.0 mili ha.
đây, và hai đầu bằng nhau luôn rồi, hai cỡ bằng nhau. Đó là ép, ép đôi hai cộng một lượt cũng được. Đây cái đầu nhân trong nó kích thước nó nè, đo luôn nè, lỗ nè. Bằng nhau nha. Ở đây có cái cử để mình tùy chỉnh luôn ha, để đút vô nhà máy nhanh nè. Xả cử này ra chỉnh xuống nè, trên đây có ghi 2.0, số rất là nhỏ trên đây. Đó. Bấm cái lực nha. Rồi kẹp code mã số 9 ha, 600.000. À, dây an toàn của Nhật. À, máy tiền Japan bàn. Móc khóa và cái cọng dây đây. Đây là cọng dây chuyên dùng để leo trèo ha. Này móc an toàn luôn rồi, móc an toàn hai chế độ. Hai bước ha, hai bước để mở. Có gạt trên đây rồi mình mới bấm cò mở ra được nha. Không vậy không bấm được. Ở đây là cái đầu chuyên dụng đây, nó trượt theo cái dây định hình ha. Đây là an toàn để mình bắt vô người mà. Rồi đây khi mình bóp, nó sẽ tụt xuống được ha, tụt một chiều. Còn buông ra nó giữ lại ha, buông ra sẽ giữ lại rất là cứng. Bóp vô, ta bóp vô nó sẽ tụt xuống. Giống như mấy người leo núi vậy mọi người, bóp vô cái nó tự hạ xuống ha. Vậy nó là vậy. Rồi cái cọng dây này cỡ 1 mét, cọng dây hần này 17mm nè, cỡ 1 mét ha. Cái đó mọi người về phải nói thêm hoặc là luồn dây khác vô ha. Thì quan trọng là cái bộ này, bộ này sử dụng nó ok. Rồi mã số 10 ha, 500.000 bộ này. Ồ, cái bộ này ngon nè, cho bác cắt cành trên cao, cắt cành này kia ha. Đây cái giá bên bển bán bằng tiền đô luôn rồi, bao nhiêu đô nữa ha, đô la nè ha, còn cái tem giá này bán bên thị trường châu Âu nha, còn bán bên Nhật thì nó sẽ là tiền yên. Mấy tên chưa xài nha mọi người. Rồi. Quá đẹp. Nè. Lửa này chưa xài nha. Này nó lưu kho nó bị xét tí. Này bo dầu lên là xong ha, không có bị ảnh hưởng gì đâu. Đây cái dây nó sẽ có trợ lực nha. Là mọi người thấy cái rồng rọc nó. Trợ lực để nó kéo, cho nó kéo nhẹ nè. Ồ, nó trợ lực thêm cái phần này nữa nè, cho nên rất là nhẹ nha mọi người. Lực cắt nó sẽ cắt được cành cây rất là lớn, cắt nó nhẹ nhàng nè, kéo rất là nhẹ nhàng nha, cành cứng nó nào cũng đứt hết. Rồi và cái cành này thì đo được cỡ đây 33mm ha, càng cỡ 3cm là ok ha, lọt nó là lụm. Nhằm khép, sợi khép ha,
cái thương hiệu là Tefal. Dòng này châu Âu. Thiết kế cho nên thiết kế nó khác hàng Nhật ha. Cái của nó cái trợ lực đây nè, rất là mạnh. Còn Nhật nó không có cái phần trợ lực ngay đây. Chỉ có cái gồng gập lên. Đây, trợ lực nè. Rồi, nguyên dây zin của nó luôn. Rồi, bộ các cành này mã 11 nha mọi người. 450 nha. Bộ duy nhất rồi. Rồi, kết thúc video đây ha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi ủng hộ ha. Hẹn gặp lại video tiếp theo. Rồi, xin chào mọi người.